Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến trên Hồ Hùng. Thì hôm nay Hùng sẽ review cho anh em một cái máy cắt nè, cái máy Stanley 750W nè. Ok, thì đây là cái hộp của nó. Đây, giới thiệu cái tay cầm này nè. Rồi đầu quay ha. Đó, rồi đá mài 100 mm nè. Đó, rồi bảo hành 2 năm nè. Đó. Rồi, đây là những cái thông số của nó thôi. Thì đây đây là thương hiệu của Mỹ nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người, sản xuất ở Trung Quốc. Đây. Xuất xứ China, sản xuất Trung Quốc ha. Đây, rồi. Ok, đây là những thông số ha. Đấy, tiếp theo là nó có những cái sổ bảo hành ha. Đó, thì các bạn giữ cái sổ bảo hành này lại ha, 2 năm. Đó thì đây là những cái hóa đơn mình mua, đây là cái sách hướng sử dụng ha. Rồi ok, nó chỉ là vậy thôi à, thì mình mua ở kết nối tiêu dùng ha. Ok, giá là 600 anh em, giá là 650 ha, tặng được viên đá mài ha. Đó, tặng viên đá mài ship 35.000. Rồi ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái chính. Thì cái bộ máy này á, nó bao gồm một cái tay cầm nè để các bạn dặn vô. Ok. Rồi một cái viên đá mài ha. Một viên đá mài. Đó cũng của Stanley luôn. Ok. Tiếp theo là một cái chụp bảo vệ ha. Chụp bảo vệ để liên viên đá mài nằm trong đây là nó quay, nó không có đứt tay bạn, lỡ mà các bạn có sơ xuất. Rồi. Rồi tiếp theo là nó cho các bạn cái đồ vít dặn nè, cái dặn dặn có cái chụp quay á. Rồi và đây, và cuối cùng là máy ha. Thì cọng dây này cũng khá là dài các bạn. Cọng dây này, cọng dây điện của nó cắt cũng cỡ 1,5 m á, cỡ 1,5 m. Ok. Thì mấy khi mà các bạn mở ra thì nó sẽ hơi nhớt nhớt xíu nha, tại nó còn nhớt á. Ta bỏ nhớt cho xong chưa. Đây là cái mã của nó các bạn. Đây, các bạn thấy cái mã của nó. Đây. SG7001 ha. Đó, Made in China. Thì đây là cái lô sản xuất của nó đây. Nè, 2023 nè. Ngày 24 ha. Rồi. Đây là những cái tem tem chống hàng giả, tem đồ rồi ha. Đây là cái mã QR của nó theo web. Đây là cái công tắc của nó. Đây là cái trước phần trước nó ghi chữ Stanley. Bật này lên là bật lên nha bạn. Đó, giờ đặt này là bật xuống. Rồi. Thì đây nó có mấy con ốc nè, 1 2 3 4 5 6 thì mà các bạn mở ra để các bạn chỉnh cái độ lên cao của nó ha. Còn đây là ốc sau lưng này, các bạn mở ra để các bạn thay thay mấy than chổi ha, chổi than. Đó. New Stanley. Máy rất là nhỏ gọn, có 1 ký mấy nha các bạn. Máy cầm cũng khá là nhẹ, cũng không có nặng lắm. Ừ, nhưng mà cầm lâu sẽ hơi mỏi nha. Đó, thì ở đây nó có cái lỗ để các bạn gắn cái cây này vô nè. Đó, gắn cái cây cầm vô. Bên đây cũng có cái lỗ giống như luôn. Đó. Ừ. Còn đây là cái nút mà các bạn đè xuống này nè, các bạn đè xuống để các bạn siết siết vô đó. Đó, đây các bạn siết này sẽ cứng vô. Rồi bây giờ Hùng sẽ gắn thử cái kia cho các bạn xem ha. Gắn thì các bạn nhớ nha, các bạn bóp cái này vô thôi mà các bạn dặn ra, nếu mà dặn không nổi thì các bạn dùng cái cây này các bạn dặn đó. Rồi đó, dặn ra cái miếng này đó, thì giờ các bạn có thể gắn cái miếng này vô nè, gắn cái miếng bảo vệ vô đó. Một tay hơi khó nữa. Đó, các bạn gắn cái bảo vệ này vô phải không? Xong rồi các bạn
Các bạn lấy một con tua vít nè, đó, các bạn dặn vô. Các bạn dặn vô. Làm gì quay hơi khó hả? Đây, các bạn dặn vô. Các bạn siết vô. Đó, các bạn siết vô như vậy ha. Rồi tiếp theo là các bạn gắn cái đĩa này vô ha. Đó. Nhớ nha, các bạn không gắn mặt này nha, gắn mặt này. Đó. Nhớ các bạn mới đẩy cái miếng này lên. Rồi các bạn dặn lại. Các bạn dặn vậy không là chưa có xong đâu. Các bạn phải bóp cái này lại nè. Bóp cái cục này ăn sẽ lưng lại, xong rồi các bạn lại dùng cái cây này các bạn siết cho nó chặt nha. À, chiếc này vô. Rồi, ok, cứng rồi đó. Đó, thì sau khi cứng nó sẽ như thế này. Rồi sau đó các bạn mới dùng cái này nè, các bạn gắn này vô. Gắn cái cây tay cầm vô ha. Đó. Đó, thì các bạn có thể cầm này một tay ha. Rồi, còn cái tay còn lại các bạn chịu như thế này, các bạn có thể đẩy mài đó. Còn còn khi cắt thì các bạn cứ để cái đầu này các bạn cắt tới nè, đó cắt tới. Ừ, thì cái miếng này nó, cái dành này đó, nó sẽ bảo vệ tay chúng ta, lỡ mà nó có bị bể miếng này hay bể miếng gì nó dằn vào tay bạn chảy máu thì đứt tay thì các bạn để miếng này, nên gắn cái miếng này vô. Khi nào mà chuyên nghiệp rồi thì các bạn có thể bỏ miếng này ra cũng được. Nó bảo vệ cho mình thôi, an toàn thôi. Hay là công tắc đẩy tới vậy. Thì bây giờ Hùng sẽ thử gắn vô cho các bạn, thử chữa chạy máy cho các bạn nghe cái tiếng ồn của nó rất là kêu. Đó, bây giờ Hùng đã gắn điện rồi, bây giờ các bạn nè bật nó lên là nó chạy á, các bạn có thể nghe tiếng nha. Đó, các bạn thấy không, tiếng rất là lớn, rất là rung. Các bạn nhớ nha, bật bật tắt xuống trước em đem điện nha. Giờ khi mà lỡ mà các bạn xài mà các bạn cúp điện thì các bạn nhớ gạt cái này xuống nè, gạt công tắc này xuống, rút dây điện ra nha, chứ không phải là nguy hiểm đó. Đó, video chỉ có vậy thôi. Rồi. Ừ, thì các bạn có thắc mắc gì các bạn để comment ở dưới ha. Đó thì Hùng đã review xong cho các bạn xem cái máy này rồi ha. Nhỏ gọn nhẹ nha. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh nhé. Bye.